Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong tiết mỹ thuật lớp 1, chủ đề mỹ thuật trong cuộc sống, bài trái cây 4 mùa, tiết 2. Đến với tiết học này, các con sẽ chuẩn bị cho cô giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, hồ dán, đất nặn. Ở tiết học trước, các con đã tạo hình trái cây yêu thích từ các khối đã nặn. Đến với tiết học này, các con cần phải đạt những mục tiêu sau. Học sinh nhận biết được khối tròn, dẹt trụ là các khối 3D, nhận biết được đặc điểm, hình dáng, màu sắc của một số loại trái cây đơn giản, vẽ, nặn, xé dán được trái cây mình yêu thích, biết bảo vệ, chăm sóc cây cối trong vườn và cây xanh trong cuộc sống. Cô cho mình cùng đi vào hoạt động 1, khám phá. Các con quan sát trên màn hình và cho cô biết kể tên các loài quả trên. Chúng có dạng hình gì? Màu sắc như thế nào? Quả khi còn non có màu gì? Khi chín có màu gì? Con thích nhất loại quả nào? Vì sao? Qua quan sát, các con sẽ thấy có quả na, quả vải, quả chuối, quả bưởi, quả xoài và quả dứa. Chúng có dạng gần giống với khối tròn và khối trụ. Màu sắc thì phong phú, đẹp mắt. Khi còn non, chúng có màu xanh. Và khi chín, chúng sẽ có nhiều màu khác nhau, tùy theo đặc điểm, hình dáng và màu sắc của mỗi loại quả. Bây giờ, chúng mình cùng quan sát tiếp và cho cô biết các sản phẩm trên được làm bằng hình thức gì, chất liệu gì, chúng giống và khác nhau ở điểm nào. À đúng rồi các con ạ, các sản phẩm trên đều được thể hiện bằng các hình thức khác nhau như vẽ, xé dán, tạo hình 2D, 3D và sử dụng các chất liệu như sáp màu, giấy màu, đất nặn. Chúng giống nhau đều cung cấp vitamin rất tốt cho sức khỏe của con người. Chúng khác nhau vì hình dáng và màu sắc. Như vậy, qua hoạt động khám phá, các con đã nhận biết được đặc điểm, hình dáng, màu sắc của một số loại trái cây. Bây giờ cô trò mình tiếp tục chuyển sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức, kỹ năng. Ở hoạt động này, các con sẽ tiến hành các bước như sau. Bước 1, vẽ hình dáng bên ngoài của trái cây. Bước 2, vẽ chi tiết. Bước 3, vẽ màu. Bây giờ các con cùng quan sát xem cô thực hiện các bước nhé.
Vừa rồi, các con đã quan sát xem cô thực hiện các bước tạo sản phẩm bài trái cây bốn mùa. Các con thấy sản phẩm của cô có đẹp không? Chúng mình đã muốn thực hành chưa? Cô cho chúng mình tiếp tục chuyển sang hoạt động 3, luyện tập sáng tạo. Trước khi thực hành, các con cùng tham khảo một số sản phẩm của các bạn để thấy được sự phong phú về hình dáng và màu sắc mà các bạn thể hiện. Cô chúc các con có thật nhiều sản phẩm đẹp để trưng bày và chia sẻ với người thân trong gia đình mình. Về nhà, các con nhớ hoàn thành bài tập cô giao rồi nhờ bố mẹ chụp ảnh gửi qua Zalo cho cô. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học lần sau.